Hello các em trai sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi. Đây là video clip anh làm về tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất 2018 cho tuổi của các em. Nếu như các em xem video thấy hay, nhớ bấm like và đặc biệt là chia sẻ cũng như là comment những cái ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới. Nếu như có ngày tháng năm mình sinh nào mà xấu quá thì anh sẽ inbox anh trả lời. Còn nếu như không có thì thôi, nó cũng sẽ là chung chung. Đặc biệt đó là nếu như mà các em thấy hay nữa thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh Anh Ba Tử Vi cũng như là cái kênh mà để anh Ba dùng để livestream, tức là Anh Ba Tử Vi chữ USA ở đằng sau. Bởi vì do cái kênh này hiện tại đã bị khóa cái chức năng livestream, do anh Ba nói nhiều quá nó khóa rồi, cho nên là phải dời địa chỉ sang Mỹ thì nó mới cho livestream. Bây giờ gì nè, đầu tiên thì chúng ta sẽ xem thử là Kỷ Mùi năm mạng thì nó như thế nào ở trong cái năm Mậu Tuất 2018, xét về đạp âm ngũ hành thiên can gì đó ha. Sau đó thì mình xét về tử vi sao. Thì đầu tiên hết á, là người của Kỷ Mùi năm á, là mạng thiên thượng hỏa gặp năm Mậu Tuất là bình địa mộc, tức là mộc sinh hỏa, đó là sinh được là gọi là sinh nhập bản mệnh, là tương sinh đó, là rất là tốt cho bản mệnh về sức khỏe đồ này kia. Sao bản mệnh tốt, tuy nhiên sao hạn ở trong cung nó là sao thái bạch, mà sao này người ta nói là sao thái bạch quét sạch cửa nhà, hao tài đau ốm, rất là khó khăn. Giống như là mình hôm nay sao thái bạch vậy đó, là có nhiều cũng đi sạch hết à, nhà cửa gì đó đi hết luôn. Hạn thì thiên tinh, rối rắm tranh chấp, vận niên được cái là vận niên rất tốt, là long ngộ vân, rồi gặp may tốt, thiên can kỷ gặp mậu á, là cùng hành thuận lợi, địa chi á, mùi gặp tuất cũng cùng hành luôn thuận lợi. Như vậy là chúng ta sẽ có là sao thái bạch hạn thiên tinh, nhưng mà ngược lại thì chúng ta có vận niên thiên can địa chi thì mọi cái đều ok, không có gì. Để mà xét tử vi thì cũng như các video series khác thì chúng ta sẽ nói về cái thiên mệnh của người Kỷ Mùi, cái cá tính chung của người Kỷ Mùi, chứ không mình không nói trước một số người đặc biệt. Có như một số người nói ủa sao anh nói chặt lắm không đúng em, thì đó chuyện đó là còn phải tùy vào ngày sinh tháng đẻ, tùy vào cái phước đức mà gọi là các anh hoặc là các em có được, các chị có được, chứ không phải ai cũng giống ai ha. Tại vì chúng ta có một cái năm, nhưng mà chúng ta có 365 ngày. Trong 365 ngày chúng ta có 24 cái giờ, tức là 12 giờ của theo tử vi, cho nên là giờ sinh ngày sinh nó sẽ quyết định rất là nhiều đến cái vận mệnh của chúng ta, cũng như cái việc phước đức phố phần của chúng ta sống ở trong cuộc sống hiện tại hoặc là quá khứ có thể ảnh hưởng chúng ta. Ví dụ như các bạn sống tốt, các bạn có cái tử vi lá số xấu, các bạn cố gắng tu tập sống tốt và coi đó là thử thách của mình, thì cái lá số của bạn sẽ từ từ chuyển đổi. Còn nếu như các bạn có lá số tốt, vận mệnh tốt, nhưng các bạn sống không có nghĩa, không có đức, không có gì cả, thì lá số của bạn sẽ từ từ đen đi. Cho nên là mình rất hạn chế, mình không muốn chấm tử vi cho bất cứ ai trong đời, vì là nó thiếu cái sự khoa học và thiếu sự chính xác. Tại vì mình hơi mình là một thầy tu, mình nó có thể nói vậy, mình tu tâm hoặc mình tu gì đó cũng được, nhưng mà mình tin vào cái chuyện nhân quả và báo ứng. Cho nên là các em cũng vậy, tuổi này tuổi Kỷ Mùi này nam thì rất ít người tin vào nhân quả báo ứng, mà tự tin vào bản thân mình đi chậm mà chắc. Đó là người cá tính của người Kỷ Mùi. Thì đầu tiên hết á, Kỷ Mùi là người vốn dĩ là người thông minh, tại vì những người sinh mạng hỏa thì không có ai mà ngu dơ đần đâu, năng động thông minh, học hành sáng suốt, dễ đỗ đạt. Nếu như mà có cố gắng thì cũng không có thua ai hết. Thì mình không phải là số người là thiếu thông minh đâu. Tánh tình thì thuộc dạng là hiền hòa, dễ chịu, không hay giữ ý kiến riêng hay theo ý kiến số đông lắm. Là mỗi người thích ăn nhàn, không hay mạo hiểm phiêu lưu trong làm ăn cũng như cuộc sống. Đa phần là thiếu chính kiến, tức là dễ là bị người ta lay chuyển lắm. Cái này mà nghe ai thuyết phục nhiều là sẽ lay chuyển. Nên khó làm chuyện lớn, sự nghiệp cũng khó đứng vững, cứ hay bị chao đảo, nghe nhiều quá chao đảo. Nếu theo
nếu các em mà kỹ mùi này á, mà theo ngành ngoại giao thương mại ha, thì dễ thành công hơn là các lĩnh vực mà nghiên cứu chuyên môn. À, các anh chậm mà chắc, nhưng mà đều có một cái là đi những ngành này rất là nhiều người thương. Đa phần những người kỹ mùi nam là rất được lòng người lớn. À, bản chất là người hiền lương, nhân ái, không muốn đua chen hơn thua với bất cứ ai. Phương châm là dĩ hòa vi quý là lối sống mà đa phần người kỹ mùi nam này hay theo đuổi. Vì vậy cuộc sống là ít thăng trầm, gặp nhiều may mắn của cái sự giúp đỡ ở bên ngoài, do người ta biết mình chả có hơn thua gì anh ta. À, đa phần là người dễ lấy cảm tình của người khác nên được nhiều người quý mến. Vì vậy tình duyên cũng rối rắm, do nhiều người quý mến rối rắm. Công việc trở ngại cũng chính vì cái sự rối rắm tình duyên. À, khó an cư nên là chậm lạc nghiệp. Đa phần cuộc sống ít khổ thân nhưng lại khổ tâm. À, phải đi vào cái giai đoạn mà đại hạn 10 năm á, đại vận 10 năm á, thì mới yên định. Hậu vận những người này thì đa phần là sung sướng, à, an nhàn và có tiền tài. À, cái hậu vận có tốt ha, có nhiều người thì tiền trung vận rất khá nhưng mà hậu vận thì càng ngày nó càng lội xuống, còn này càng ngày được đi lên ha. Con dê mà cứ chậm mà chắc, cứ dê mà cứ ngồi đó có người đưa đồ cho ăn ha, cỏ ha, thì là một điều tốt. Thì như vậy là thiên tính của người tuổi mùi. À, thì bây giờ xem thử coi là công danh sự nghiệp nó như ra sao. À, đối với năm Mậu Tuất 2018 đó, là các em đó, là gặp sao Thái Bạch chiếu mạng. À, sau này như đã nói ở trên là sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà nên là tiền bạc thất thoát nè, tốn hao. À, công việc thì sẽ gặp trở ngại, nhưng mà nếu như mà làm ăn xa, đi xa buôn bán thì lại phát tài. Sao Thái Bạch đó, này thì thuộc hành kim. À, Thái Bạch thì thuộc hành kim. Đối với các em mà mạng hỏa thì nó sẽ khó gây bất lợi nhiều. Tại vì mình hỏa mình khắc kim mà. Ông nội này dù là Thái Bạch ha, cũng may ha, mình hỏa, cho nên là cái sao Thái Bạch ảnh hưởng không nhiều đến với cái người tuổi kỷ mùi này trong năm Mậu Tuất. À, sẽ không có nhiều bất lợi cho anh mình đâu. À, hạn của năm thì hạn lại hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh là nhiều chuyện rối rắm nè, trong công việc, bất an trong gia đạo, khiến phải suy nghĩ nhiều, tinh thần vướng bận. Nếu không khéo ứng xử với giải quyết tranh chấp, có thể là phải liên lụy đến pháp luật và thậm chí là chia rẽ vợ con. À, tuy nhiên chúng ta, các em có được cái vận niên là Long Ngộ Vân rất tốt cho đường danh lộc, có nhiều cơ hội để lựa chọn công việc phù hợp với khả năng. À, năm nay là một năm mình dễ dàng phát huy, mà rồng gặp may thì ôi tha hồ bay lượn uống gì ha, cho nên là ok. Về tứ trụ á, thì với thiên thuận địa hòa ngon quá, tứ trụ mà có thiên thuận địa hòa là ngon quá ha. Công danh tài lộc có phần tiến thăng, mưu sự thì dễ thành. À, thường có người giúp đỡ ủng hộ, gia đình tình cảm thì không có gì rối ren. À, về tứ trụ thì như vậy ha. Còn như vậy là phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay Can Mậu á, thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chủy, cho nên hỏa năm nay là năm hỏa vượng dù là năm mộc. Đối với các em mà mạng hỏa gặp năm hỏa vượng thì có nhiều lợi ích về công danh lẫn sức khỏe. Tuy nhiên sao hạn không tốt nè, vận thế thì cũng trung bình, được cái vận niên là Long Ngộ Vân rất hợp với tuổi. À, các em có cơ hội phát huy khả năng, môi trường làm việc á, dù có nhiều thay đổi, à, vẫn nhiều thay đổi nhưng vẫn có thể tạo cái đà thăng tiến cho các em. Tuy nhiên năm nay á, là do sao Thái Bạch trong mệnh chiếu mệnh bất lợi. À, nếu không cẩn thận có thể gặp rắc rối với pháp luật hay tranh chấp với người thân. À, năm 2018 á, với các em á, tốt xấu thì đều có, như vậy không, mình có cái tốt mình có cái xấu về ngũ hành, nên cẩn trọng trong mọi việc hành động của mình mới có thể được tránh được nhiều điều rối rắm gây khó khăn cho việc xây dựng sự nghiệp về sau. Năm nay coi chừng tiểu nhân ha. Có thể nói năm Mậu Tuất 2018 là một năm trung bình của người kỷ mùi nam mạng, nếu xét về mặt ngũ hành. À, chỉ trung bình thôi ha, cho nên là cẩn thận. Rồi còn xét về mặt tử vi á, năm Mậu Tuất 2018 tiểu vận đi vào bại địa,
rất bất lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe. Đồng thời còn có thể gọi là chiêu cảm các sự chẳng lành do hạn sau hạn xấu nó gây ra. Tuy nhiên á, đây là cái giai đoạn của các em đi vào đại vận 10 năm, tức là từ 36 tới 45 tuổi là đại vận của người Kỷ Mùi, là giai đoạn mà sự nghiệp tăng trưởng, gia đạo an vui. Cho nên là tiểu hạn tuy đi vào bại địa nhưng mà nó đang nằm ở trong cái gọi là đại vận. Cho nên là có được cái sự ảnh hưởng tốt của thằng đại vận sẽ giảm bớt phần khó khăn cho mình. Điều này là một điều rất là ok, đúng không? Cung tiểu vận á, thì có nhiều phá tinh, đáo nhập. Nhưng mà nhờ có ông Tuần, ông Đồng trong cung của mình, như đã nói các video trước là ông Tuần này là cứ ông vô mà ông thấy sao tốt, sao xấu gì đó, ông chặt ngang hết. Nhưng mà ông chuyên về sao xấu, ông đè mấy em sao xấu nhiều hơn là ông đè mấy em sao tốt nha. Sẽ giảm phần khó khăn. Tuy nhiên với trực phù nè, hồng loan, đặc biệt nè, trực phù đi với hồng loan, tình cảm hay quan hệ với phái nữ là tác nhân chính gây rối rắm, cản trở công việc làm ăn trong năm 2018. Cho nên là các anh mà Kỷ Mùi mà năm nay mà dính tới cái chuyện mà bên ngoài ha, tình cảm bên ngoài coi chừng đem sẽ sổ rối rắm, ảnh hưởng đến công việc. Đồng cung còn có thiên khôi nè, lực sĩ, đà la và quả tú. Quả tú là thấy là mệt rồi đó ha. Báo hiệu một mình nè, các anh là phải chống chọi với nhiều làn sóng nghịch. Tức là cái ông quả tú á, con mình thôi chứ không phải là được nhiều đâu. Mặc dù sẽ được quý nhân giúp đỡ nhưng cũng không tránh khỏi chống phá, cản ngăn nhiều mặt. Đó, có quý nhân giúp đỡ đi nữa thì cũng không có thể chống phá hết được đâu. Cho nên là cẩn thận. Vì vậy tiểu hạn vào bại địa, nhưng lâm vào tình trạng này á thì trở nên yếu kém, mọi việc nên cẩn thận. Hạn thì có là tướng, ấn, kiếp sát, lưu hà. Thì các em là có danh quyền, bên ngoài có vẻ hanh thông nhưng bên trong thì có nhiều sự rối rắm chống phá từ bên trong lắm. Bị lệ thuộc hay có người ngấm ngầm phá hại, dù có thành tựu cũng khó giữ được. Năm nay mà có tiền tài đi nữa thì cũng rất là khó, vậy mình có sao thái bạch mà sau này nó chủ về hao tốn dữ lắm. Cung mệnh thì có thái âm nè và nhiều cái bẫy và phá tinh khác. Công việc cũng như quan hệ tình cảm dễ xảy ra bất trắc, lo lắng. Năm 2018 đừng cố trả đũa của bất cứ ai mà cố gắng mà làm hại mình. Thôi kệ nó làm hại mình, cứ cười cho xong, chấp nhận nhịn. Tại vì như sao, nếu như mà cố trả đũa thì sẽ gây hại cho bản thân, có thể ảnh hưởng sự nghiệp nếu đang đi trên con đường quan vận, nhất là các anh làm trong con đường quan vận và nhà nước hoặc là cái môi trường mà có cái sự mà gọi là làm quan, thì các anh đừng cố trả đũa ai trong năm này. Họ làm gì mình thôi kệ, chấp nhận im, hỷ xả. Qua năm khác mình chém họ sau, còn bây giờ năm nay mình chấp nhận mình phải hỷ xả họ, chứ nếu không là mình sẽ gặp rắc rối ha. Cung tài bạch á, tuy có nhiều phá tinh gây tổn hao nhiều mặt nhưng có lộc ngộ lộc và thiên trù thì các em có thể có thu nhập đáng kể, nếu như mà khéo biết xoay sở thì vẫn có của dư của để thì không đến nỗi nào ha. Nhìn chung các mặt á, từ sao hạn vận niên cho đến ngũ hành và tử vi ha, thì năm nay á, tốt xấu nó đang xen, công danh sự nghiệp và có nhiều chao đảo. Tuy có nhiều cơ hội tốt nhưng mưu sự vẫn khó thành vì những cái sự chống phá mà đã nói ở trên. Nếu toan tính những cái việc quá to lớn thì đây không phải là năm để làm việc đó ha. Nếu như gặp chống phá thì đừng nên tranh thắng ha, đừng có cố mà gọi là trả thù, vì đây là một cái năm tương đối khó khăn. Tóm lại đây là một năm khó khăn đối với các anh nhưng không hề thất bại. Khó khăn thì có khó khăn nhưng không thất bại đâu. Tổng năm thì mình vẫn có những cái riêng biệt mà để chiến thắng họ ha. Đó là coi như là tử vi ngũ hành về công danh sự nghiệp. Thì bây giờ có tình cảm thì sao? Năm Mậu Tuất 2018 đối với các em gia sự có những rối rắm nhưng vẫn có những thắng lợi về mặt nhà cửa con cái. Có thể năm nay mình có sẽ tạo ra đất điền và con cái sẽ làm mình niềm vui.
với Thanh Long, Thiên Hỷ nè, Thiên Khôi và Thiên Việt à, hộ chiếu, thì cái này sẽ rất tốt cho gia đạo, nhất là mặt con cái có những thành tựu trong việc học hành à, vợ chồng thì có lục đục đi nữa thì vẫn có niềm vui rất là lớn ha. Một năm có lẽ là gia đạo sẽ tốt. Các em á, là sẽ có một năm tất bật bận rộn với công việc, nhưng đừng vì vậy mà ít quan tâm đến gia đình. Tham lam nhập hạn, vậy là nhập hạn thì là rất dễ xảy ra tranh chấp tai tiếng do quan hệ vui chơi bên ngoài. Nhìn là nói ở trên rồi ha, tại sao mà nói ở trên là cái quan hệ mà ở bên ngoài là sẽ ảnh hưởng năm nay tới công việc rất là nhiều, rất dễ tai tiếng trong cái tình yêu vợ chồng, và nếu như mà không khéo thì năm nay các anh sẽ bị chia ly tình cảm ha. Cho nên là cẩn thận năm nay ha, thôi kệ năm nào chơi cũng được, năm nay nhìn xíu đi ha. Nhưng mà với những người tuổi Kỷ Mùi thì đa phần là những người có trách nhiệm với gia đình, có ăn chơi đi nữa thì gia đình vẫn là trên hết ha. Với tam môn nè, bệnh phù ở hạn cùng tứ hung hội, có tứ hung hội là mệt lắm á. Gia đình thì sẽ có người đau ốm, bản thân cũng đau ốm và có tin buồn trong thân tộc, nhất là những người trưởng thượng ha. Có tam môn và bệnh phù ở hạn thì sẽ rất là phiền toái. Quan hệ bạn bè nên cẩn thận trong năm 2018, đừng có để mà sinh oán thù ha, tranh chấp bất lợi cho cuộc sống vì những rối rắm vô ích. Vì là năm nay là mình dễ, rất là dễ bị người thân đâm sau lưng, cho nên thôi kệ năm nay thằng nào nó hơi hơn mình một chút, chấp nhận cho nó hơn đi ha. Năm sau mình tính nó sao, nó đời mà mình đâu có một năm đâu, mình có tới 6-70 năm. Mà người tuổi Kỷ Mùi này có tới trên 70 năm lần đó, Kỷ Mùi năm trên 70 năm, mình tha hồ mình giải quyết nó sao ở những năm sau ha. Đối với các anh mà chưa lập gia đình á, thì đang ở trong tình trạng độc thân nhưng mà chưa lập gia đình không đúc ha, đã có gãy đổ thì năm nay á, thì sẽ có rất là nhiều niềm vui, nhưng mà sẽ cũng lắm rối, lắm đa đoan, bị tai tiếng và tranh chấp, nhất là về phái nữ ha. Đã nói rồi ha, năm nay là các anh là chủ về sự phái nữ gây tai tiếng. Nếu mà quá ham vui cái thú vui sắc dục á, có thể danh dự bị ảnh hưởng chôn vùi. Với phù liên tan hổ hội trong cung á, đề phòng sự trả thù của tiểu nhân có thể gây hại xâm phạm thân thể. À, nói dơ luôn ha. Gọi là năm nay là họa của sắc là treo lơ lửng trên đầu của các anh. Nên tránh những quan hệ bất chính, rất có hại cho tương lai sự nghiệp cũng như tình cảm của các em ha. Còn nếu như mà đã có người mà ý chung nhân thì gọi là năm nay muốn lập gia đình hoặc là về góp gạo thổi cơm chung là ok, thì không kiêng kỵ gì cả. Rồi đó là về mặt tình cảm và gia đạo. Về mặt sức khỏe thì năm 2018 ngũ hành tử vi khá tốt, sức khỏe tương đối bình thường, nhưng mà anh có câu dảo, dễ xung đột với bạn bè nên cẩn thận phòng tai nạn. Gặp vận niên á, gặp vận niên Long Ngộ Vân á, thì bổn mạng khá vững vàng, hạn thiên tinh cũng không đem đến gì cho mình những cái rắc rối về sức khỏe. Đó là những cái thông tin cơ bản về tử vi và ngũ hành của người tuổi nam Kỷ Mùi năm 1979. Thì với một cái sao Thái Bạch chiếu mệnh của chúng ta, của các em ở trong cái năm Mậu Tuất này, thì nên cẩn thận về mặt tiền bạc. Có thể là về tử vi, về các sao mệnh bên trong, tinh quân bên trong, chúng ta có thể làm ra tiền, nhưng tổng chúng ta vẫn là một cái sao Thái Bạch ở trên đầu. Cho nên là cẩn thận mất mát tiền bạc và hao tốn tiền tài, cũng như về mặt sức khỏe. Rồi, mình có làm thêm cái vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất để mà chúng ta biết rằng là cái chỗ nào tốt, chỗ nào xấu để chúng ta cương nhu và chúng ta biết mà tránh nha. Chứ không phải là cả năm đều, tháng nào cũng xấu đều, tháng nào cũng tốt đều. Cho nên là tháng này nó kiêng kỵ thì tháng này nó sẽ xấu nè, tháng này nó thuận thì nó sẽ tốt nè. Chứ trong cái năm thì nó cũng có những cái đoạn như vậy, đúng không? Nó cũng có là những hình sin đi lên đi xuống, chứ không phải là cứ lên hoài mà xuống hoài ha. Để thì đầu tiên năm Mậu Tuất 2018 tháng Giêng là tháng Giáp Dần, một tháng thủy, thì tháng này là tháng bản mệnh của các em bị tương khắc thủy.
thủy khắc hỏa, bản mệnh bề mặt tương bị tháng tương khắc xấu. Thiên can á, giáp, cái chữ giáp hợp với kỷ, đây là sự hợp trung chính về chữ tính. Dần mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung nhau, cũng không tương hợp. Như vậy tháng giêng chúng ta là một cái tháng cần phải đề phòng sức khỏe. Thì sao? Vì chúng ta bị bản mệnh tháng khắc bản mệnh chúng ta, mà tương khắc bản mệnh thì là bổn mệnh mình yếu, sức khỏe mình sẽ bị ảnh hưởng, có thể gây cái bệnh hoặc là tai nạn. Nhưng mà chúng ta là hạng thiên tinh rối rắm, mà sao thái bạch thì không bệnh nạn, thì coi chừng là chúng ta bệnh. Và tháng này cũng như đã nói, tháng này là tháng ăn chơi mà nhậu nhẹt nhiều, cho nên là coi chừng bao tử máu huyết chút xíu ha, chứ không có gì. Thiên can giáp hợp kỹ thì đây là một cái chủ giáp về công việc làm ăn. Chúng ta chữ về chữ tính thì có thể nói là công việc chúng ta cũng sẽ ok, không có chuyện gì xảy ra, mọi điều sẽ tốt. Địa chi dần và mùi thì tự chủ bình hòa, thì cho nào gia đạo cũng chẳng có gì xảy ra đâu. Một chút khởi đầu khá thuận lợi, nhưng mà coi chừng cái bổn mạng của chúng ta ha, bệnh hoạn rồi này kia, mới đầu năm mà dứt cơn bệnh, hoặc đầu năm mà đau bao tử có gì cái rất là khó chịu, cho nên là cẩn thận về mặt sức khỏe. Tháng 2 âm lịch của năm Mậu Tuất, tức là tháng Ất Mão, tháng này cũng là một tháng thủy, bản mệnh vẫn bị tương khắc ha, hỏa bị thủy khắc, bản mệnh bị tháng tương khắc xấu. Ất Kỷ là Ất nó khắc kỷ, cho nên nó là chủ sự rắc rối âu lo của công việc. Rồi nhóm, nhưng địa chi chúng ta có nhóm tam hợp, đó là hợi mão mùi, có dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Như vậy là tháng thứ hai nó còn tệ hơn tháng giêng nữa. Thì sao? Bản mệnh chúng ta bị tương khắc, thì cũng như ở trên, sức khỏe của chúng ta phải cần để ý. Thiên can ất khắc kỷ, cái chữ ất của tháng khắc chúng ta, đây là một cái sự rắc rối chủ về công việc và những cái khó khăn và cái va vấp ban đầu. Mình đã nói rồi, đây là năm thái bạch mà sẽ có nhiều sự chống phá, có nhiều cái sự khó khăn ở trong công việc, cho nên là đây là cả tháng có thể phải để ý rất là nhiều thứ, nhất là những cái hàng mà mình mới vừa lên chức tí xíu ha, mà năm vừa rồi mình có hơi ngon chút, cái qua năm nay chút xíu coi chừng ở năm nó chọn ha. Đừng có quá tin tưởng và hiền lành ở trong cái năm này, tức là mình đề phòng nhưng mà mình cũng phải ngó trước ngó sau, chứ còn đừng có lành quá, cứ ai làm gì cũng được là không xong trong tháng này ha. Để ý kỹ một chút. Ngũ hành của thiên can á thì được một cái ất là mộc, kỷ là thổ. Ất nó khắc kỷ luôn, mộc nó khắc thổ luôn. Vậy là mình vừa bị coi như tương khắc về thiên can mà vừa bị ngũ hành của thiên can tương khắc nữa, cho nên là ngấm ngầm bên trong những cái rắc rối cũng rất là lớn, cho nên là phải cần để ý. Tuy nhiên đó là có địa chi tam hợp, hợi mão mùi. Hợi mão mùi thì có một cái sự vững vàng, vững chắc ở bên trong gia đình của mình. Tuy rằng có nhiều khó khăn, nhưng mà đã nói là có tam hợp hóa được tam tai, chứ huống chi là chỉ một vài cái sự rắc rối ở trong công việc. Hy vọng là với cái địa chi như thế này, địa chi tam hợp, mình còn sẽ khống chế bớt cái phần nào những cái khó khăn ở trong công việc nó gây ra. Có thể nói hy vọng là nó sẽ hạn chế được 50% cái sự khó khăn của trong công việc của tháng 2 lần thôi ha, là điều rất là mừng rồi. Tóm lại tháng này, nếu là các em thì mình sẽ phải cẩn trọng nhiều mặt, cả về công việc và sức khỏe ha. Rồi đến tiếp theo là tháng 3. Tháng này là tháng Bính Thìn, tháng này là một tháng thổ. Mệnh của chúng ta là mệnh hỏa, sinh xuất ra thổ. Bản mệnh bị yếu, cẩn thận về sức khỏe, về một số ấy, nhưng mà dù gì đi nữa cũng không bị khắc xuất, sinh xuất thôi thì yếu đi một chút thôi, chứ còn không bị tương khắc mà sẽ gây khó khăn cho chúng ta rất là nhiều. Thiên can bính kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Thìn với mùi á thì nằm trong tứ hành xung, địa chi thìn tuất sửu mùi. Thìn với mùi nằm trong xung, nhưng mà thìn tuất sửu mùi thì sinh với mùi nó cả khá xa nhau. Nó đã đi qua ba con này thì cái sự xung khắc của nó sẽ không có nhiều ha. Rồi như vậy là với cái tháng 3 thì chúng ta, các em sẽ bị mệnh mệnh sinh xuất, bản mệnh của chúng ta bị yếu đi. Khi mà bản mệnh bị yếu đi thì các tinh quân của chúng ta cũng sẽ bị yếu đi,
các tinh quân tốt ủng hộ chúng ta cũng sẽ bị yếu đi, cho nên là sẽ gây một chút khó khăn trong công việc, rắc rối, nhưng mà không đến nỗi bị tương khắc, không đến nỗi quá khó khăn. Bính kỷ thì không xung không hợp về mặt ngũ thiên can, tuy nhiên mà ngũ hành bên trong thiên can á, là bính á, là hỏa, kỷ chúng ta là thổ, mà là hỏa sinh thổ, như vậy là chúng ta được thiên can của ngũ hành của thiên can là tương hợp, như vậy là chúng ta có được cái sự trợ lực, tuy không lớn nhưng mà là trợ lực về mặt công việc, không đến nỗi nào, như vậy là một điều tốt. Thìn với mùi á, thì nằm trong tứ hành xung, nhưng mà thìn với mùi mà xét về ngũ hành của địa chi á, là thìn với mùi là cùng hàng thổ, như vậy là cũng là điều tốt thôi, không có gì hết. Cho nên là tuy nó bị xung nhẹ nhưng mà nó lại là cùng hàng, cho nên là cái sự rắc rối trong gia đạo hay là này kia cũng không quá lớn, không quá lớn lao, cho nên là ok, mọi điều sẽ khá tốt. Như vậy là tháng 3 chỉ cần để ý một tí xíu về bản mệnh, chứ còn mọi thứ về công việc và gia đạo thì không cần phải quá lo lắng đâu, nó sẽ làm được tốt thôi. Tiếp theo là tháng 4, một tháng tháng này là một tháng thổ nữa, tháng này thì là tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất đối với tháng 4 âm lịch là tháng Đinh Tỵ. Tháng này cũng là một tháng thổ, thì mệnh cũng vẫn bị sinh sức, hỏa sinh thổ, nên là bổn mạng yếu, bổn mạng của mình nó sẽ sinh xuất là đẻ ra là phải yếu, cho nên là cẩn thận. Đinh kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tỵ mùi cũng vậy, tự chủ hòa bình, không có gì cả. Như vậy là tiếp nối cái tháng 3 thì tháng 4 cũng đang vẫn bị mệnh sinh xuất, thì bản mệnh hơi yếu ha. Đinh kỷ thì không xung không hợp, nhưng mà ngũ hành của thiên can chữ đinh nó cũng là hỏa, tương sinh cho kỷ chúng ta là thổ, như vậy là một đường tốt nè. Cũng chúng ta lại giống như tháng 3 là có, là tuy là mệnh tuy về thiên can mà về mặt tương sinh tương hợp thì chúng ta không có gì hết, nhưng mà ngũ hành của trong thiên can thì chúng ta được tương hợp, được tương sinh, nó là một điều tốt, có thể là sinh ra tiền bạc. Chúng ta có hai tháng liên tiếp được tương sinh về thiên can thì có thể là hai tháng này sẽ làm ra tiền, có tiền ha. Tỵ mùi á thì cũng vậy, không hình hại không gì hết, nhưng mà tỵ mùi lại là một cái tháng, tỵ thì là hỏa, mùi là thổ, chúng ta cũng vẫn được coi như là địa chi tương hợp, tỵ hỏa sinh thổ, mùi thổ, như vậy là một điều tốt đúng không? Cho nên là cẩn thận, nó có được cái những cái rồi, như vậy là một cái điều mà họ nói là đem lại cho chúng ta nhiều cái may mắn trong gia đạo, là gia đạo là một cái điểm tựa tốt. Chúng ta cũng vậy, hai tháng tháng 3, tháng 4 thì chúng ta vẫn để ý do mệnh sinh xuất, nhưng mà chúng ta có thiên can được tương hợp ở ngũ hành, địa chi được tương hợp ở ngũ hành, đồng hành ngũ hành, thì cái việc công việc và gia đạo sẽ là một cái điểm rất là tốt để chúng ta phát huy. Chúng ta bị sinh xuất một chút xíu cũng không sao, nhức đầu sổ mũi một chút cũng được, nhưng mà làm ăn có tiền là được, đúng không? Các em cẩn thận ha. Rồi tới tháng kế tiếp là tháng 5, một tháng hỏa. Tháng này là tháng mậu ngọ. Mệnh là sao? Chúng ta đồng hành hỏa, tốt cho sức khỏe, bản mệnh may mắn cho bổn mạng. Thiên can mậu kỷ thì không xung không hợp. Ngọ với mùi á là thuộc nhóm lục hợp, may mắn hòa hợp. Như vậy là rõ ràng chúng ta hay nhờ hai cái tháng kia ảnh hưởng tốt về cái việc mà thiên can và địa chi, tức là về gia đạo và công việc làm ăn. Chúng ta bước qua tháng 5, một tháng hỏa. Tháng này hỏa vượng, hỏa rất vượng. Năm nay mà tháng 5 và tháng 6 âm lịch là hỏa rất vượng, mà người mệnh hỏa gặp hỏa vượng là rất tốt, hỏa nhiều mà. Em cháy bùng thì có thể nói là đây là cái tháng có thể tốt nhất của 6 tháng đầu năm. Lý do là sao? Sức khỏe của chúng ta không bị ảnh hưởng gì cả, chúng ta đồng hành thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Thiên can thì mậu kỷ không xung không hợp gì hết, tuy nhiên là âm ngũ hành của thiên can là cùng hàng thổ, tốt, nó cùng hàng là không có ảnh hưởng gì hết, mà còn giúp chúng ta nhiều hơn. Mùi ngọ thì thuộc nhóm lục hợp, đã đem nhiều may mắn, lục hợp thì đem nhiều thứ lắm, may mắn đến cho các em rất nhiều. Nhưng ngọ thì nạp âm ngũ hành, ngành của ngọ thì là hỏa, mùi là thổ, ý nó hỏa sinh thổ nữa,
Cho nên là nói là chúng ta chủ cái sự năm cái tháng năm này có thể là sinh ra được mối quan hệ mới ha. Cái mối quan hệ này ảnh hưởng tốt giúp cho chúng ta về làm ăn rất nhiều. À, là nếu như là các em thì anh sẽ phải tập trung cái công việc, cái những cái việc gì quan trọng làm vào tháng năm này, tại vì tháng năm này nó quá tốt đối với các em. À, đối với những người kỷ mùi nam, à, kỷ mùi nữ cũng vậy, nhưng mà kỷ mùi nam thì sẽ nhiều hơn. Sao thấy bạch không sợ ảnh hưởng trong tháng này, cho nên là làm ra tiền trong tháng này là mình nên làm. À, ok liền, không có sao hết. À, như vậy là rõ ràng là tháng 5 là một cái tháng thuận lợi, cho nên là mọi việc nên tập trung ở đây. À, tháng 6 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 lại là tháng kỷ mùi. À, tháng này là tháng tuổi của mình. Thì như đã nói, người tuổi mùi mà gặp tháng mùi mà thí dụ như là Tân mùi hay là này kia đó, thì mình còn sợ nhiều. Vì nó là thiên can địa chi rồi này kia, nó có rắc rối. Tuy nhiên là nếu mà gặp tháng cùng hàng, tháng kỷ hay rồi Tân rồi mệnh rồi này kia, thì cái sự xung khắc của tháng mà tháng đẻ đó, nó sẽ không có nhiều như là cái tháng mà lật thiên can ha. Thì như vậy là tháng mùi này thì chúng ta cũng là một tháng hỏa, hỏa vượng, mình mệnh hỏa mà. À, gặp tháng hỏa vượng thì điều này là tốt thôi, không quá khó khăn. Tuy là tháng tuổi của chúng ta ha, thìn tuất sửu mùi thì nó cũng là trong cái năm xung hung niên, nhưng mà không quá khó khăn đâu, các em đừng lo lắng. Nó sẽ một chút gì đó lộn xộn về gia đạo hoặc là về sức khỏe một tí thôi, chứ công việc của chúng ta là đang ở trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 ha, tháng 6 thì chúng ta đang cất cánh mà, chắc lẽ rớt cái bụp xuống sao được, nó phải từ từ, nó là còn không thì nó phải bay lại cái ngang ngang một tí xíu là mới xuống, chứ đâu phải là lên cái xuống liền được, đúng không? Cho nên là công việc sẽ chủ điều tốt đẹp chứ không có xấu đâu. Như vậy là những cái thông tin mà về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của người kỷ mùi nam đã được anh chia sẻ với mọi người. Nếu như mọi người thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký để đón chờ những video về tử vi phong thủy của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của mình cũng như tuổi người thân và bạn bè. À, rất vui vì mọi người đã quan tâm theo dõi kênh của Anh Ba Tử Vi. Và video đến đây đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Chúc mọi người có được những ngày Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye và hẹn gặp lại.